Yeah. Mày check Facebook mày đi. Mà Facebook có gì nữa? À, mày thấy không? Dạ, coi coi. Đồ thằng Vic mới challenge mày Ice Bucket Challenge kìa. Vic mà challenge gì? Vic BD chết mẹ, challenge gì? Đồ má, con đĩ này ghê vậy? Đồ má làm gì vậy ghê vậy? À, dạo này nó thất bính nữa ta. Má này càng ngày nó càng bóng lộ mày. Ờ, này nó bóng quá rồi. Trời ơi. Nó làm à, gì trời. nó chuẩn bị nó bơi hay sao á. Chơi mà chơi bể tắm nít men. Lớn to đầu chơi đồ. Lớn to đầu bạc chơi. Ê tao nghe nói thằng Vic bị BD á mày. Ừ, bữa nó đi chơi chỗ nào á, có thằng kia nói hey cupcake mày. Đúng. Thằng kia tao nghi thằng này nó bị bê á mày. Trời ơi. Vậy mà cũng đừng tưởng là có cái gì bày đặt. Thanks for my sister nominate me to do this ice bucket challenge. Now I re-challenge Ben Cristiano. Thằng này nó không biết tao là ai đâu. Má, tụi bày đặt challenge. Nước người ta không có nước uống Africa, người ta không có nước uống mà nó đổ nước bậy bạ. Nghe người ta chơi bucket, nó chơi nguyên cái bể bơi. Này cũng được rồi. Này cũng được. Này, mình phải chơi hơn nó mày hiểu không? Phải chơi hơn nó. Bây giờ mình nghĩ là làm gì ta? Mình phải kiếm cách nào mà mình chơi hơn nó. Okay. Vậy đi. Thôi. Tí nó về tính. Ok. Vậy đi. Hello. Cái gì? Hey Vic, we're gonna do your challenge today, okay? Hey Vic, hi Nguyen. I accept your challenge, okay? Alright, but first I need to what did you do? Nominate somebody else to re-challenge. I want to re-challenge Hill, and Amber Phương, and Ricky Tran, Dot Tran, okay? Alright, I'm ready now. Alright, don't forget to donate. I donate $100. Alright, we're good. Bắt nạt Ben ạ.